Clip bản quyền Tommy Erlich. Leicester 2-1 Man City cách đây ít ngày. Man City đã trải qua một tai nạn khi bất ngờ để thua Crystal Palace. Tưởng chừng gáo nước lạnh đó sẽ làm nhà đương kim vô địch tỉnh giấc để tìm lại mạch chiến thắng khi hành quân tới sân của Leicester ở vòng 19. Song, rốt cuộc những gì nửa xanh thành Manchester để lại chỉ là nỗi thất vọng. Trên sân King Power, đội quân của Pep đã không thể trình diễn lối chơi tấn công hoa mỹ và hiệu quả của mình. Với những miếng phối hợp sở trường đầy thanh thoát trên hàng công, Man City không mất quá nhiều thời gian để vượt lên. Khi trái bóng chỉ lăn được 14 phút. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tay gang. Chỉ đúng 5 phút sau bàn thắng ấy, Man City lại phải trả giá sau một tình huống mà hàng phòng ngự tỏ ra thiếu tập trung. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Vardy thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Azeton băng vào đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Ederson. Việc để gỡ hòa khiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep có lẽ do yếu tố tâm lý nên các chân sút bên phía đội khách dù tạo ra một số cơ hội khá ngon ăn nhưng tất cả đều bỏ lỡ, từ Sen, Aguero đến Zebrzuni. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Man City phải. Phút 85, hàng phòng ngự Man City tỏ ra thiếu tập trung trong một tình huống chống phạt góc và để cho Vieira từ tuyến 2 băng lên tung cú sút căng như kẻ chỉ đánh bại Ederson, qua đó giúp Leicester lội ngược dòng. Hiệp 2 được kéo dài tới 8 phút bù giờ nhưng chừng đó vẫn là không đủ để Man City có thể sửa sai. Tỷ số 2-1 được ấn định nghiêng về phía bầy cáo. Thất bại đáng trách trong ngày tặng quà, Man City đã để mất vị trí thứ 2 vào tay Tottenham, đội có chiến thắng 5-0 ở vòng 19. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Pep sẽ là rất nhiều chông gai trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch. Tỷ số chung cuộc, Leicester 2-1 Man City đội hình thi đấu. Leicester, Sermesel, Zicardo Vezeza, Morgan, Magui, Chie, Huzi, Men, Zizi, Aziton, Vardy, Madison. Man City, Ederson, Danilo, Sertone, Laporte, Den, Zebrzuni, Gundogan, Sterling, Aguero, Sen. Liverpool hủy diệt đối thủ trên sân nhà, trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa của Man City thì Liverpool lại phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Newcastle 4-0. Với dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao lại có lợi thế sân nhà, chẳng có gì khó hiểu khi Lozen, Salah. Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục cùng. Clip bản quyền Premier League, Liverpool 4-0 Newcastle.